Chào các bạn nha. Nên mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Unwrap và nhận được 1.200 đô đồng token BIA nhé. Một số thông tin về đồng token này. Token tên là LIA Protocol, ký hiệu LIA, số token 18, mạng BSC scan nha. Và một số thông tin về đồng token. Đã có 249 tài khoản holder đã phát sinh 615 lượt giao dịch nhé. Rồi, để đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.unwrap.net. Tên truy cập website của mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn nhấp vào nút copy contract. Và các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột wallet của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ ví token vào ví cho mình. Ký hiệu LIA số phần 18 nhấp tắt token và nhấp phát token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ ví token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.unwrap.net, nhấp vào nút get token. Rồi nó mở ra giao diện website của LIA Protocol. Các bạn nhấp vào project sale nhé, nhấp vào claim.unwrap này, claim 100 LIA nhé. Bạn nhấp lệnh và collect thì có lỗi bí nhá. Rồi phí ra là 0.0004 BNB, nhấp confirm để xác nhận nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý nhá. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.unwrap.net để cập nhật những dạng miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MaxJ, Ripple, OKCoin và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim là nhận được 100 đồng LIA nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.